Chào các bạn, chúng ta sẽ đến với bài học tiếp theo, chủ đề lục xung và lục hại. Trước hết, chúng ta cần phải học thuộc bàn tay phong thủy. Theo phương pháp này, chúng ta sử dụng bàn tay trái. Tại các ngấn ngón tay trên bàn tay trái, ta ngầm định 12 vị trí của địa chi như sau. Tý tại ngấn dưới cùng của ngón tay áp út. Và tiếp tục theo chiều kim đồng hồ, chúng ta xác định vị trí của Sửu, Dần, cuối cùng là Dậu, Tuất và Hợi trên ngón tay áp út. Trước khi học tiếp, chúng ta cần dừng lại ở đây để ghi nhớ 12 địa chi trên bàn tay trái. Các bạn dùng ngón tay cái bấm vào các vị trí theo chiều kim đồng hồ, bắt đầu từ Tý, Sửu, Dần, Mão cho đến Hợi. Chúng ta cần phải thao tác ít nhất 5 đến 10 lần cho tới khi nào thành thạo mới nên theo dõi phần tiếp theo. Sau khi học thuộc bàn tay phong thủy, chúng ta hình dung bàn tay như một hình chữ nhật, tưởng tượng có một điểm chính giữa làm tâm. Ta có như sau: những cặp địa chi đối xứng với nhau qua tâm. Ta có 6 cặp gọi là lục xung, bao gồm các cặp đối xứng Tý và Ngọ, Sửu và Mùi, Dần và Thân, Mão và Dậu, Thìn và Tuất, Tỵ và Hợi. Các cặp này gọi là chính xung. Ví dụ, Tý Thủy xung với Ngọ Hỏa, Dần là Mộc sẽ xung với Thân là Kim, Tỵ là Hỏa, xung với Hợi là Thủy. Riêng Thổ có 2 cặp xung là Sửu Mùi và Thìn Tuất. Tính chất của những cặp chính xung là đối kháng nhau, lực xung rất mạnh, mạnh nhất trong các loại xung. Vào những ngày xung tuổi, con người dễ bị cáu giận, nóng nảy, cần phải điều tiết cảm xúc. Chúng ta tiếp tục tưởng tượng có một hệ trục tung trục hoành tại tâm điểm hình chữ nhật. Trong đó, trục thẳng đứng gọi là trục tung, trục nằm ngang gọi là trục hoành. Những cặp địa chi đối xứng với trục hoành là hại nhau. Chúng ta có 6 cặp nên gọi là lục hại. Đó là các cặp Thìn, Mão, Dần, Tỵ, Ngọ và Sửu, Tý và Mùi, Thân và Hợi, Dậu và Tuất. Tính chất của các cặp này là cản trở, làm phiền nhau, mức độ nhẹ hơn lục xung. Thưa các bạn, kiến thức về lục xung lục hại có ứng dụng rất rộng rãi trong đời sống, công việc, đặc biệt là tròn tuổi, chọn ngày. Cho nên chúng ta cần phải nắm vững để tiếp tục trong những bài tiếp theo.